sành ăn lắm nha. Hôm nay gặp được Kim Ngân á là mới biết tánh Kim Ngân rất là sành điệu nha, ăn mặc rất là fashion nha, mặc là đúng tông đúng màu, ăn á là không phải lúc nào cho tiền cũng lấy đâu. Thứ Nga gặp hoài, hôm nay Thứ Nga gặp Kim Ngân hỏi Kim Ngân ăn không, Kim Ngân mới nói ok ăn. Đó, hôm nay chị Kim Ngân ngồi một góc ngay đường rất là thương, thì Nga mới chạy lại Nga hỏi là chị Kim Ngân có ăn gì không, cái chị nói chị đói quá cho chị ăn cái gì đi, cái chị mới nói là cho chị ăn phở tôm. Nè, nghe lì xì Kim Ngân, tiền Kim Ngân có lấy không? Cứ ghé thăm Kim Ngân chứ đừng bỏ Kim Ngân, phải không? Nga muốn đi gội cái đầu cho Kim Ngân thiệt là sạch, sạch thiệt là sạch, cho Ngân đẹp thiệt là đẹp lại luôn, tắm rửa lại ha. Dạ. Cái nơi nó bẩn quá, mình đem mình cắt bớt đi, cắt xong rồi làm đẹp lắm. Được không á? Dạ được. Đẹp, xinh gái quá trời luôn á. Nga vô mới thay đồ được con thay, nếu mà mới muốn thay. Ok vậy thôi, Nga vô Nga thay đồ rồi. Dạ. Ngân thay nha. Dạ. Ok vậy Ngân ngồi đó nha. Dạ. Ngân thấy Thúy Nga thay đồ, Ngân là Ngân chịu thay đồ quý vị. Thay cái áo mới, đưa Nga Nga chỉnh lại cái cổ áo nha. Vẫn không chịu thay khăn hả? Vẫn không chịu thay khăn hả? Đâu, quay lại cho Nga coi nè. Trời ơi, đẹp hẳn luôn ha. Trình là muốn làm đẹp cho chị Ngân mà chị Ngân không chịu nè. Giờ Thúy Nga đưa về tự tay Thúy Nga làm luôn. Cắt móng tay đi, móng tay dài, đưa Nga coi nè. Đưa Nga coi nè. Được không cắt chứ? Thấy không? Vậy thôi Kim Ngân cắt cho Nga xong nha, cắt cho Kim Ngân nha. Dạ, ok. Cắt đi. Trời ơi, cái móng tay nó dài gì mà. Đúng rồi, giỏi quá ta. Rồi xong ngón tay tôi chữa lỗi luôn. Nhưng bác mà máy giữa rồi chứ. Bác máy giữa. Ok rồi, chứ máy giữa. Làm cho có bị lạnh. Trời ơi. Không biết chơi vậy. Hôm nay là chương trình là em dụ chị Kim Ngân không được, nhưng mà chị Kim Ngân dụ em cắt móng tay được nha quý vị. Cái nhà nào mới thả con, nhà Dương mới ngồi sau giường á. À. Cái chòi giống như mấy con gì đó, mấy con gì nó để đồ mà đồ in tịch nó bán á. À. Để cho con ở, ví dụ như đi 200 con đưa má, giống như người mà má có má bán real estate đó. À. Rồi má quen á, hiểu không? À. Chị Ngân. Bà chủ. Bà chủ, trời ơi biết kêu bà chủ luôn. Bà chủ ăn hẹn bà chủ. Ý, nhớ bà chủ hả? Có nhớ má không? Bà chủ mướn phòng cho con. Trời ơi. Anh ở có đất mà bà chủ. Có phòng luôn rồi. Cuối đi cùng má đi. Bệnh 2 tuần á, nhớ má đó. Nhớ hả? Trời ơi, tao mới đi có 2-3 ngày má, mà thấy má có người giống như là cái gì đó, người mẹ đó. Người mẹ cái con buồn vậy hả, giống như là thiếu người mẹ cái buồn á hả. Bệnh 2 tuần. Bệnh 2 tuần á hả. Nhiều đó chưa là đôi mắt chưa nhớ thấy từ đó. Đó sư cô đang ở trong bếp á, đi thẳng vô. Chào sư cô nè. Đó chị Kim Ngân chào sư cô đi. Kim Ngân ơi, sư cô đó. Kim Ngân, bây giờ mình phải tập về đây ở nha, nha. Tối về đây ngủ nha, nha. Em gửi đây cho Kim Ngân ở đây rồi đó. Kim Ngân phải về đây nha. Vẫn thích lang thang nha. Chưa chịu về chùa nha, phải từ từ. Cái ca này thuyết phục chắc giống như là phim bộ mà dài tập quá. Tôi muốn phim khoảng 10 tập thôi mà tôi nghi quá. Chắc phim thành 108 tập quá. Con cũng sợ vậy, 108. Cái đó phải đi anh. Cái gì vụ gì vợ. Thôi em đi nha. Đi nha. Dạ đi má. Đừng có để phim 108 tập nha. Dạ. Kết thúc gấp để về chùa ngon lành cành đào nha. Tự nhiên cái đi ra rồi mà. Ngủ đi. Nó nằm đó hả? Không, mới nằm đây nè. Nó nằm con cho nó đỡ, ngoài này lạnh lắm. Không, thích ngủ ngoài này.
Vô ngủ con đi. Trời ơi sao Kim Ngân tỉnh quá vậy. Vô ngủ đi mất. Thôi đi đái nha. Dạ. Rồi tôi... nằm đi. Rồi hết hồn luôn á. Trời ơi đang nằm cái hết hồn hết vía luôn á. Yes. Đúng rồi. Mở cái đèn lên. Ngủ được không Kim Ngân? Ừ. Ngủ được không? Ngủ ok phải không? Dạ. Good night. Dạ. Bye bye lần hai. Má xua không? Xua, má xua con. Vậy con ngủ như luôn nha. Ừ. Chờ má. Ừ. Con ngủ ngon đi cho má vui coi. Ừ. Con mà bật dậy đêm 3 lần vậy là mai má bệnh tim luôn đó. Dạ. Ngủ ngon má ha. Yes ma'am. Thương má. Thương má, thưa cưng. Good night. Xong rồi hả? Chờ. Xong hả? Lẹ ha. Quét nhà gì cũng hiểu rồi đó. Con đâu có mê. Con không có mê quét nhà. Để chổi. Để chổi thử thách dễ sợ luôn. Ai đi ngang qua đụng ráng chịu nha. Tôi không có biết, tôi không chịu chết. Má rất là thương con. Má chỉ muốn con về chùa thôi. Con làm như vậy má rất là buồn. Con biết cả một buổi chiều nay má đi lang thang má tìm con đó. Con thương má hả? Bây giờ mỗi ngày con muốn đi đâu chơi má cho con đi. Con lang thang đâu cũng được. Nhưng mà đến chiều con phải biết con về chùa. Con chỉ cần về chùa con ngủ thôi là má vui rồi. Con lớn tuổi rồi, con cần phải có sức khỏe. Má còn đưa con đi khám bệnh nè, cho con uống thuốc nè. Ngân không có thương má. Ngân ngủ được trong chùa mới có 5 ngày. Ngân bỏ Ngân đi rồi. Con nói con bệnh. Con bệnh thì con phải về chùa con ngủ. Chứ đâu phải con bệnh. Con đi ra đường con ngủ Ngân. Má rất là đặt niềm tin cho con thay đổi. Má chỉ cần con thay đổi cái chỗ ngủ thôi. Con khỏi phải ngủ ở chùa. Con không có được ngủ ngoài đường. Là sáng sớm sư cô đã nói là con cầm quần áo con đi rồi. Con dọn quần áo rồi, quần áo mới, quần áo cũ gì con xách đi. Má tưởng là cái tánh con xách đi đâu con xách vậy. Ai về đâu ha, con xách đi thiệt. Không ai làm gì con luôn á. Ai cũng trông chờ lo cho con hết trơn á. Sư cô cũng trông, sư cô cũng nôn tìm con. Thì chịu giờ sư cô cũng gọi má hoài, nói Kim Ngân đâu rồi, tìm được chưa. Sư cô trời ơi, má đâu có đuổi. Sáng sớm sư cô còn nói kìa. Bà làm hai tour. Hả? Sáng bà làm hai tour. Đi 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 cho khó để bà chủ khó. Tự đòi chỗ ở. Ở được bà mấy con hôm. Con đâu có biết. Con tưởng ví dụ như con làm được từ 200. Con tưởng là má có mấy nghìn nghèo giống con. Rồi người ta có cái phòng 200. Người ta mới đi làm. Cũng không hỏi má rõ ràng. Con đâu mà dẫn cho dân nhà giàu. Trời ơi, cái đó là chùa, đó phải nhà giàu đó con. Cái đó là chùa. Cái đó không phải là chỗ nhà giàu. Con kêu má đi lo cho con cái phòng. Xong rồi cái má lo cho con cái phòng. Xong rồi cái con nói với má là con cần một cái phòng. Má lo con cái phòng. Má mua sắm đầy đủ đồ trong đó cho con. Xong bây giờ con nói là hả? Mọi người đuổi con. Trời ơi, có ai đuổi con đâu Kim Ngân. Vậy má về cái gì mai má tìm con cũng được. Cái mai con ra ngoài nha. Bye. Bye con. Ồ, con gái má hả? Ủa sáng nay con đi đến đây con kiếm má. Con đi bằng xe gì vậy? Đi bộ hả? Ồ, qua chờ má. Vậy hả? Dạ. Con, đêm qua con ngủ ngoài đó con có lạnh không? Trúng lạnh. Má về má trúng gió má bệnh luôn nè con. Nè. Con cũng trúng gió. Đó, Kim Ngân, con á, sáng nay con biết con hoành về chùa, con kiếm má, con nói một chữ nhớ má là má mừng lắm. Hôm qua tưới 5 cây rồi. Rồi bây giờ con về đây là má vui rồi. Vì sao năm mới tôi đang khác. Ok.
thương má nha. Dạ. Cho má nắm tay con đi. Cái tay này hôm nay sạch sẽ lắm luôn rồi đó quý vị ơi. 7 ngủ rồi đây là 7 giờ luôn rồi kìa. Dạ mấy giờ mấy ngủ đây. Mr. Best ngủ nghĩa địa à. Nay Kim Ngân đòi đi ngủ nghĩa địa luôn à. Đi xa quý vị bà. Bà đi gần gần chúng tôi cái đi bà. Ngày xa. Đây là ai đây? Con. Với ai? Thái Tài. Yeah! Kim Ngân đã nhận ra mình và Thái Tài rồi nha quý vị. Yeah! Con và Thái Tài. Hình Kim Ngân ngày xưa nè. Hôm nay Kim Ngân. Trời ơi, muốn hôn cái nữa. Trời. Nè Kim Ngân nữa nè. Ai đây? Dạ thưa con. Con dạ thưa con nè. Bây giờ là Kim Ngân đã nhận ra mình rồi nha quý vị. Dạ thưa con. Ý, ngày xưa dễ thương quá ha. Xinh dễ sợ. Nè, ai đây nữa? Dạ má biết rồi. Dạ má biết rồi. Nè, hình Kim Ngân nhận ra mình rồi nha quý vị đó. Kim Ngân, giờ bây giờ chịu xài điện thoại cho tập điện thoại cho xài. Con gọi ai? Chứ cô có điện thoại gọi má đó gọi ở đây đâu. Gọi gì cho cộng ổng thích ra. Mày làm gì vậy? Mày nhớ dừng mía của mày hả? Khôn dễ sợ. Con gọi ai ngoại phải không? Dạ, có điện thoại gọi ai, gọi má sư cô chứ gọi ai, ai gọi con. Trời ơi bà ơi, bà khôn vàng trời á bà. Chấn nhiên thiếu rồi người ta muốn đuổi 8 giờ rồi. Không ai đuổi hết trơn á. Má ở vậy nó sao con được. Sư cô nói vậy. Từ từ má kiếm chỗ sao đó. Gửi chỗ khác. Giờ má kiếm chỗ cho con khác hả? Con không muốn ở chùa hả? Con ngại hả? Đây là cái đêm mà sau khi 5 đêm ngủ chùa 2 đêm đi về là chỗ cũ và đêm nay là trở lại. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Ok. Yeah. Trời ơi tôi thương quá à. Về lại với má rồi. Cưng quá à. Đêm nay má ngủ với con nha. Cười cho đẹp ghê không? Nha. Xin phép sư cô. Ai giờ 8 giờ mà má chở con về. Trời ơi, tối nay tới giờ nghỉ của sư cô. Sao con cứ làm ngủ với má thời gian. Xong rồi. Sao con cứ làm bất ngờ hoài vậy? Thôi ở đây ngủ đi. Hai má con. Thôi được sư cô. Cho con 3 tháng sao? Má chở con về. Trời. Con mới nói với má là con ngủ đây với má mà. Ngủ đây với má đi. Má ngủ đây với con mà. Sư cô. Sư cô không có rầy. Sư cô dịu, sư cô cho vô nhà. À, sư cô rầy của sư cô đuổi 3 tháng nữa sư cô dịu mới cho vô chùa hả? Giờ sao con lại không, con quyết định con không ngủ chùa hả? Dạ không. Con không ngủ chùa hả? Dạ không. Nhất định là không ngủ chùa luôn. Dạ không. Chắc chắn ok sure. Dạ. Hiện giờ con thích ở đây, má thuê cho con trong cái khu mà con ngủ được không? Má tìm cho con cái phòng cho nó nghe. Thì mốt để căn như bên đó rồi rủ bữa nào sư giận nó. Sư hết thì chạy rồi đó. Hai ba ngày chạy gì? Vậy hả? Là con muốn hai căn phải không? Khi nào má lên cơn thịnh nộ. Ủa sư đâu có lên cơn thịnh nộ, mấy người tu người ta đâu có lên cơn. Con lầm. Mấy kiếm người nào thì... Thôi bây giờ gì nè. Vậy con nói vậy má hiểu rồi. Mình tìm căn bên đó. Ừ. 200. Tiền căn bên đó cũng 200 cho con ha. Dạ. Vậy thôi giờ là ý con mình giặt quần áo, giặt sách đồ về giặt đó. Vậy bây giờ là má lấy cho con 2 căn nha. Má giữ căn này cho đó. Con. Dạ. Với má giữ căn bên kia cho con. Nay con thích thì con ngủ đây. Con mình đi quay video về đó ngủ. À. Ngày nào mà chơi gia đình thì mình về đây. Đúng rồi. Nào là mình thân thiện mình về đây ha. Rồi xong cái bữa nào mà má con mình đi làm nghệ thuật đó, thì mình ngủ bên kia. Dạ. Thích không? Dễ thương ha. Kim Ngân, phòng mình nè. Hai chị Quê. Chào Kim Ngân. Kim Ngân ơi. Kim Ngân nè, vô đi. Đó. Đây, phòng mình đây Kim Ngân ơi. Đây chị Quyền nè. Chị Quyền cho mình lấy cái phòng này nè.
cái thương người ta. Ui cha trời ơi, cái mặt như baby vậy trời. Hello. Yes, I want to get some toy. Đây, người có người quay qua quay lại vậy đó. Ừ. Ôi này nhiều quá, cái này sang trọng quá à. Này má cầm lại đi, trả lại nè. Ủa vậy thôi đó hả? Họ thích ông này đó, ông Phật rồi thôi. Ý, đừng nói nữa. Được rồi đó hả? Trời ơi, nói cái này đi về bắt cực phiêu rồi. Đi quà làm cho anh Sơn đi lưu nè. Trời vậy thôi đó hả? Thôi. Vậy thôi thôi. Thôi. Xong rồi hả? Trời ơi, đi làm giờ má nói gì đi gì đó, đi qua đây nè, thấy không? Trời, bà làm tôi hụt hẫn nha bà Ngân. Tôi nè, thấy chiếc này giống như trang chiếc đó hả? Tôi mời bà đi làm mà bà giống như dẫn chơi vậy đó. Bà vô bà đó, bà quay có một giây xong bà kêu xong rồi là sao? Không, là nhiệm vụ để cho má đỡ mệt nè, cầm lại đi giúp con đi. Trời ơi, một giây cho má đỡ mệt, con đâu biết mấy ngày ngỗng rồi. Giống vậy đúng không? Cho má về cánh nó ra. Con gì, con muốn quay máy với cổ hả? Vậy con ra đây. Đứng đây là con quay. À, ok, con muốn quay phải không? Rồi. Thấy con thấy má bạn không? Vậy má cứ lùi đi, thấy má cứ nói đi. Đó, được một giây giúp Kim Ngân giúp đỡ Zo.5x 1 2.5. Đây nè, bây giờ Kim Ngân lại đây với má nè. Mình lại đây. 2.5 đứng đầu hả? Hả? 2.5 đứng đầu này chấm 22 á hả? Đúng rồi, bây giờ con lại đi với bé nè. Con đi lại đi. Má đi đi, con quay rồi con đưa liền. Trời ơi, bà caramel mà bà đứng xa quá rồi sao bà lấy hình bà? Vậy má nói vài câu đi. Rồi, về giữ này làm kỷ niệm, chụp cho con cái hình này phóng ra treo cả phòng. Cả nhà ơi, hôm nay thì mình Kim thấy Ngân sợ quá. Đi theo má để giúp cho cái cô này nè, cô sống lang thang nè, không có phòng ở nè. Nói bắt lai vài câu má. Nói bắt lai vài câu là Kim Ngân có phòng mà Kim Ngân không chịu ở. Bắt lai ơi, con khổ quá mà bắt lai. Bác Lai có cái đó nói sao? Bác Lai làm ơn giúp Thúy Nga nói thuyết phục Kim Ngân đi về chùa ở hoặc về phòng ở đi. Còn này người ta không có phòng nè, ta đang kêu gào ta muốn có cái phòng nè, mà Kim Ngân á thì có phòng, Kim Ngân không có chịu ở. Bác Lai ơi, được chưa? Tôi diễn gì được chưa? Cái hamburger đâu? Cái hamburger cho hôm nay bác cầm camera bác quay tôi thấy cưng. Thế nè, cái hình ảnh này là cái hình ảnh Kim Ngân dễ thương nè quý vị. Kim Ngân con dễ thương quá, để má ghi lại khoảnh khắc này của con nha. Nè, hồi đó thì con Kim Ngân có ở xe phòng chung đảo với chị á. Ủa gì hả? Có xe phòng hả? Ở đường số 9 Giang Rau đó. Kim Ngân con lại đây với má con. Xe đó có nhiều phòng chứ không? Ủa lâu chưa? Năm đó con nó chừng mất 1 tuổi mới sinh ra. Dạ. Em chồng biết con này tại vì nó đánh con nhẹ. Đây Kim Ngân quay tôi, còn tôi quay khoảnh khắc này cho Kim Ngân nha. Sao? Con muốn quay má nữa không? Con chán chưa? 2 giây thôi. Con quay 2 giây thôi hả? Trả lại tình yêu. Trả lời tình yêu. Con đi chơi. Giờ con đi đâu? Coi cung hoa. Vậy con ngồi đâu đây nha? Má không đi đâu, con vòng vòng đây. Đúng rồi, con vòng vòng, con đi đâu là má đi tìm con má mệt nha. Cầm nha. Ok. Trời ơi, tôi sợ bó quá luôn, trời ơi là trời. Cái này kêu quá nè. Cưng quá. Cái con lấy thì con thiếu má đem đi xích. Không, má hai mua cho Kim Ngân, không có cần thiếu thùng gì hết á. Con lấy thêm cái này nữa. Kim Ngân bận á hả? Trời, sao bà chơi lớn vậy bà? Bà đứng nói tôi bà bận, bà quay show với tôi nha. Nhưng mà ok rồi, Kim Ngân thích má hai mua luôn. Ồ, Kim Ngân này đòi mua đầm này luôn rồi mọi người. Chơi lớn quá. Rồi, xong luôn. Ok rồi. Rồi, trời ơi, hôm nay bà qua tới gu đầm luôn rồi mọi người. Cho cũng thích nhưng mà đi đái vì sao? Đi đái vì sao? Đúng rồi, cái này đi đái mệt lắm. Phải tuột ra hết từ đầu cuối đó. Đi ăn nha má. Mai đi ăn đi, mai chơi ngay đi. Bữa nay thì nhất là ăn cơm. Má hai mời không đi, mốt bà không có cho đi nữa. Không, phải đi chứ á. Đi chứ. Tại vì nay đi không hẹn từ hôm nay ăn phở nó quá. Đi má. Ông, ông, ông đi chợ hay mà đi chợ mới. Không có đâu. Trời ơi, trời. Nó giận nha. Rồi. Không có giận quá. Ai ông rồi. Thường nghe.
thường dễ sợ. Đưa ông ra xe, đưa ông với bà ra xe. Dạ không sao. Không đi được. Đi được rồi. Dạ sư cô. Đi được rồi, tôi trở lại. Má em vô hát má ơi. Trời ơi, cho má hai hả? Trời ơi, tôi mừng quá. Trời ơi, thank you Kim Ngân. I love Kim Ngân. Nãy giờ má hai sợ Kim Ngân, giờ má hai trốn luôn nè. I'm sorry Kim Ngân. I love Kim Ngân. Trời ơi, I love Kim Ngân. Trời ơi, nãy má hai có sợ Kim Ngân, giờ má hai trốn luôn nè. Ôi sao xót xa, ôi sao nghiệt ngã. Hóa ra bao nay anh chỉ là một người thứ ba. Hay chưa? Nhạc mới mà biết hát không? Tình yêu bao lâu nay? Tình yêu bao lâu nay em nhận rồi. Để cho anh nhìn những nỗi đau này. Vì sao con tim em thay đổi? Anh đã chưa bao giờ có lỗi sai phạm. Hay người mới chắc em bây giờ rất vui. Đau đớn khi chân thành đi qua một người, quên đi quá khứ phải thế thôi. Good job, I love Kim Ngân. Cặp tay dắt nhau đi trong kiếp người, và ta sẽ chia yêu thương khắp trời. Tình yêu chúng ta làm dòng thăm nơi ông vắng xuôi xeo như dây núi rừng. Bài chim hót ca theo với bước chân. Xúc động quá. Này hơi trái thơm ngọt quá. Này hơi những đóa hoa dập lá. Này hơi xuôi mát chim rừng ca. Hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Từ đây có nhau trên vạn nẻo đường, cầm tay dắt nhau ai trong cho kiếp người, và ta sẽ chia yêu thương khắp trời. Tình yêu chúng ta làm giàu khắp nơi, tình yêu chúng ta làm giàu khắp nơi. Xúc động quá, xúc động quá. Đọc thử có họ cho ngày mình uống mấy viên nhỉ? Cái ngưng cho một viên để uống đi. Em để 4 viên đó. À, không cho uống viên, Kim Ngân uống viên nào. Đúng rồi đó. Uống ngày 2 viên là đúng rồi đó.
Yeah, vậy là Kim Ngân chịu uống nước rồi. Chị Quyền giỏi quá, chị Quyền ơi. Đó, cho em 2 viên đi. Đó. Mỗi người uống đi cho nó nóng quá, chắc phải thêm tiền được à. Ừ. Chị uống nước suối đi, em lấy nước suối đó. Kim Ngân uống nước rồi. Trời ơi, mỗi ngày Kim Ngân chỉ cần uống 2 viên này thôi là đảm bảo Kim Ngân khỏe luôn. Hôm qua tôi đến nhà em. Giờ về. Tình những khóa khắc khe khiến cho đời ta đau tội cả. Kim Ngân cắm hoa đẹp quá nè. Xinh quá Kim Ngân ơi. Trời ơi, Kim Ngân cắm hoa nè mọi người. Để coi, mình Tết mình lắc bột cua đó. Tết lắc bột cua luôn hả? Mà lắc coi sư cô, mình dụ sư cô ăn hết. Mình dụ sư cô hả? Chọc cá chút mà. Ờ, chọc cá chút. Ủa, cái đó là cắm hoa luôn hả Kim Ngân? Ghép đây chiều okay. Tính mệt quá không. Chút chơi vậy đó, xong rồi bà để đó, rồi chiều về bà suy nghĩ, bà mần tiếp phải không? Dắp. Yep. Yes, ok chị. Qua của chị mà đâu phải qua của em đâu, chị muốn làm gì kệ chị nha. Để kiếm hình hồi xưa ai vậy, nhỏ nào vậy, ai ừ, coi vậy? Kiếm hình ngày xưa nhớ không? Biết ai không? Đó, hồi chị biết hàng ở ngoài đó. Biết cái hàng nữa thấy không? Trời ơi, biết chụp với hàng ở ngoài luôn nè. Thấy trời chưa? Ơi, cũng nhớ. Cái phút giây này thì nhớ mình. Số 2 hay số 3. Mừng quá, Ngân nhớ ai mà nhớ được thằng là hay á. Ôi trời ơi. Bạn học cũ. Kim Ngân có nhớ tên chị không? Nhớ đó, Phụng đó. Kêu Phụng luôn hả? À, wow, vậy hả? Phụng mà đẹp học... nhất trường lắm mấy ơi. Ủa gì hả? Phụng đẹp nhất trường luôn hả? Đâu, Kim Ngân mới đẹp hơn. Oh, nice. Beautiful Kim Ngân. Không chọn cái màu đẹp thiệt chứ bộ. Lúc lên miệng đẹp quá. Hạt ngọc trai á. Ồ, Kim Ngân nãy sợ rất cục tiêu. Sợ rất dễ thương, dễ sợ luôn. Kim Ngân có duyên dễ sợ luôn. Kim Ngân lấy chiếc đó rồi Kim Ngân nhớ bù tiền cho má hai nha. Má hai không có đủ. À, đưa cho má hai tới 50. Mới mượn được 50 của má hai. Rồi đưa 50 thiệt luôn á. Cho má hai 100 được không? Hết rồi. Hết rồi hả? Trời ơi, bữa hôm Kim Ngân nhiều tiền lắm mà. Đưa cho gì gãy móng tay. À, đưa gì gãy móng tay. Đạp đôi đi cho rồi. À, đạp đôi đi cho rồi dễ thương á. Vui hơn Kim Ngân ha. Trời ơi mọi người ơi, hôm nay Thúy Nga với Kim Ngân thuê cái xe đạp nè. Chắc hồi đụng mày á, ta biết. Chết, tôi muốn chết với bà luôn Kim Ngân. Thầy có chứ. Lát hồi đụng mày anh ta. Trời bà có duyên quá bà Kim Ngân ơi, tôi chịu nổi với bà luôn á. Vô Kim Ngân đi lên xe. Rồi xong luôn. Vì thôi Kim Ngân đẩy phía sau phụ má hai được không? Chứ má hai đạp nặng. Gió thổi đi hả? Ok. Nói chung là em đạp mình đó quý vị ơi. Thôi thiệt, đêm nào cũng chăn lẻ thì cô có tư vực đâu có trời. Là giọng ca con dữ quá. Thank you, I love, good night. Dạ. Rồi, thank you Kim Ngân. Ôm má hai cái rồi đi ngủ nữa. Bye bye. Con cho má nghe thử thách đi coi. Cho ôm cái tay. Không quen hả? Trời ơi sao khó vậy? Má mà, má con mà cũng cho. Trời ơi, khó quá à. Cái điêu rồi đừng cứ làm. Đúng quá à, cho tôi ôm rồi con. Con ôm được mà má không cho ôm. Ôi à, không cho ôm kỳ quá à. Có được nữa. Ta cho ta ôm đi. Thôi 4 giờ gặp. Thôi bỏ ôm đi về.
hôm là 9 giờ gặp rồi, tắt đèn đi ngủ đi. Cái gì đó, không có tiền, đau à. Khổ, đuổi má đi tiểu ban khác hay gì đó, không có ai quen hết. À, má đâu có đi tiểu bang khác đâu Kim Ngân, má ở đây má lo cho Kim Ngân. Cậu mà có duyên không? Rồi má mê trai má bỏ con sao? Trời ơi trời, bà Kim Ngân tôi cũng sợ bà luôn. Trời ơi, lâu lâu bà phan mấy câu mà cười chết. Kim Ngân má hai đi làm cái ID đó, nó mới vừa gửi về nhà này. Tê, vui không? Léo gì má này. Lẹ hơn. Mới có hôm đi làm mấy bữa hôm nay về rồi nè. Ờ, mới có 1 tuần nó về. Hay ha. Rồi, cái này là cái thứ hai. Tê nè. Cái này là cái Medicare. Hello má hai. Thì má hai lo cho Kim Ngân đó. Sung sướng vậy. Sung sướng không? Kim Ngân, thứ hai má hai đi làm cho Kim Ngân hai chuyện nha. Đi lỡ mở nhà băng cho Kim Ngân nha. Bỏ chất vô đó một ít tiền cho Kim Ngân nha. Xong cái má hai chở Kim Ngân đi gặp bác sĩ. Kim Ngân chỉ chia sẻ một chút xíu thôi, bác sĩ nhìn Kim Ngân. Bữa hôm đi rồi mà. Chưa có đi. Chủ mà ông bác sĩ bạn thân của má hai là ông ký giấy tờ cho con rồi. Nhưng mà bữa đó là mình lên là mình chỉ làm giấy tờ thôi. Dạ cần hai chiếc. Ừ. Okay, cũng được. Vì Kim Ngân gật đầu nha. Thứ hai má hai đưa Kim Ngân bác sĩ nha. Ông ra ông muốn chờ mình giống vậy thôi. Nhớ nha. I love you Kim Ngân. Là thứ hai đi nha. Dạ. Dạ. I love Kim Ngân. Dạ. I love Kim Ngân. Dạ. I love Kim Ngân. Dạ. Má hai thương Kim Ngân quá. Kim Ngân chị đi bác sĩ ơi. Kim Ngân chị đi bác sĩ ơi. Dạ. Má hai thương Kim Ngân. Dạ. Kim Ngân đi bác sĩ nha. Dạ. Yes. Kim Ngân đã chịu đi bác sĩ rồi. Yeah. Con đang uống rượu đó. Sao thương Kim Ngân quá à. Kim Ngân đầu má hai thích quá mẹ. Trời ơi đi mà đi mà thì nhớ không? Đi mà không có về, không có về gì đó. Nhớ tôi không? Hả? Có nhớ má hai không? Nhớ thì tủ lạnh. Nhớ cái tủ lạnh rồi. Trời ơi buông miếng ăn gì sợ luôn á. Nhớ tủ lạnh à. Cần không? Ôi Kim Ngân ơi má hai thích quá. Vô gia đình mặt tầm rất là thích nha. Dễ thương quá. Ngân có mấy câu dễ thương ghê luôn mọi người. Ngân nói là Kim Ngân bữa giờ cảm thấy đơn độc khi không có má hai. Trời ơi trời. Bả lâu lâu bả không quăng thính thôi, chứ thính của bả cũng ngon lành lắm nha mọi người. Bởi vì giờ nhiều người cũng chết lên chết xuống với bả dữ lắm đó. Bữa hôm đi xa mà thấy Kim Ngân đồ này nọ chỗ má hai xanh mặt mỗi ngày luôn. Lo lắng bồn chồn luôn. Biết sao. Hy vọng là mọi sự bình an sẽ đến với Kim Ngân nha. I love you Kim Ngân. So do I. Còn nhớ bác chứ hả? Được chứ. Được lắm, được gì sĩ. Đó, thích cái gì đó, cũng thích ăn nha. Cái gì đó, uống quá. Thở thì cũng cho ăn. Má lại còn giữ con đúng nè không? Con, ở cái kho này còn giữ. Giữ cho con nha. Cháu quyết định nghe người khác. Dạ.